đánh giá trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Ireland trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 giải vô địch các quốc gia châu Âu Nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, một chiến thắng sẽ giúp Tam sư chắc chắn trở lại League A tại Nations League. Không còn phải trả lời những câu hỏi liên miên về tương lai của mình trên ghế nóng của đội tuyển Anh, Lee Casley đã cùng các học trò chơi một trận đấu tuyệt hay trên sân của Hy Lạp ở lượt trận áp chót bảng B2 Nations League 2024-2025, được chọn đá chính thay cho đội trưởng Harry Kane trong bối cảnh có thông tin tiền đạo của Bayern Munich gặp vấn đề. Oli Watkins chỉ mất 7 phút để ghi bàn mở tỷ số, trước khi bàn phản lưới nhà đáng tiếc của Odysseus Plachodimos và pha đánh đầu táo bạo của Curtis John giúp Tam Sư giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Nhờ đánh bại Hy Lạp một cách thuyết phục, anh đã qua mặt chính đối thủ để chiếm lấy ngôi đầu bảng B2. Cả hai đội có cùng số điểm trước lượt trận cuối, như thế có nghĩa là chỉ cần đánh bại Ireland ở lượt trận cuối là Tam Sư sẽ chính thức quay trở lại League A. Nhận định anh VS Ireland nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, một chiến thắng sẽ là mục tiêu mà thầy trò Lee Kassley phải hoàn thành. Trận đấu với Ireland cũng là lần cuối cùng Lee Casley xuất hiện ngoài đường biên trên cương vị là huấn luyện viên tạm quyền của tuyển Anh, bởi sau trận đấu này huấn luyện viên từng vô địch giải U21 châu Âu này trở lại cấp độ trẻ và trao lại quyền chỉ đạo cho Thomas Tuchel, người có trận đấu đầu tiên nắm quyền có thể là trận play-off thăng hạng Nations League nếu anh không giành được chiến thắng vào cuối tuần này. Có một thực tế là anh đã chơi không tốt trên sân nhà tại Nations League trong thời gian gần đây, họ chỉ giành được 4 chiến thắng trong số 10 trận đầu tiên trên sân nhà tại giải đấu trong khi chỉ giành được một chiến thắng trong năm trận gần nhất trước người hâm mộ của mình. Trong khi đội tuyển Anh vẫn đang chờ đợi để biết liệu họ có thể trực tiếp lên hạng A hay phải trải qua vòng play-off thăng hạng, thì trận đấu này chỉ là trận thủ tục với Ireland, đội đã biết chắc số phận của mình. Đoàn quân của Hamir Ho Grimson đã đối đầu với Phần Lan trong trận đấu gần nhất, nơi Evan Ferguson của Brighton ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 1-0. Thủ môn Cao Anh Nhìn Kheo Lơ Hờ cũng xứng đáng nhận được lời khen ngợi, anh cản phá được một quả phạt đền và có thêm nhiều pha cứu thua xuất. Bằng cách đánh bại Phần Lan ở Dublin, Ireland đã đẩy đối thủ xuống League C ngay lập tức, đồng thời đảm bảo vị trí thứ ba. Nghĩa là họ sẽ phải chiến đấu ở vòng playoff với một đội ở League C để hy vọng có thể tiếp tục chơi tại League B ở mùa giải tới. Là đội tham dự League B tại Nations League kể từ khi giải đấu này ra đời vào mùa giải 2018 19, Ireland hiện đã đứng thứ ba trong cả bốn chiến dịch của họ tại giải đấu. Nhưng họ đã không giành được chiến thắng hoặc thậm chí ghi bàn trước một đối thủ không phải là Phần Lan trong bảng đấu năm nay. Trong trận đấu lượt đi trên sân nhà, Ireland đã thua không. Hai trước Anh, Grealish và Declan Rice là những người ghi bàn cho Tam Sư tại sân vận động Aviva vào tháng 9. Theo thống kê, Ireland đã không thắng được Anh trong 8 trận gần nhất chiến thắng gần nhất của họ trước Tam Sư là trận thắng 1-0 tại Euro 1988, một trong những cú sốc của giải đấu. Về mặt lực lượng, Casley xác nhận Harry Kane sẽ trở lại đá chính trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Iziri Konsa buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Lewis Hon trong chiến thắng 3-0 trước khi lạp do chấn thương hông do đó Jaren Quanxa hoặc Taylor Hout, Belis có thể sẽ thay thế. Can có thể không phải là sự thay đổi duy nhất trên hàng công, vì Jarrod Bowen và một cầu thủ mới ra mắt khác là Morgan Rogers có thể là những lựa chọn thay thế ở vị trí cánh. Nhưng rút Bellingham vẫn nên tiếp tục ở vị trí số 10, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ireland, Hope Grimson cũng sẽ buộc phải thay đổi ít nhất một cầu thủ khi tiền vệ trụ ra sân Knai nhận thẻ vàng thứ hai trong trận đấu với Phần Lan, có nghĩa là anh sẽ bị treo giỏ một trận. Đội khách cũng đang lo lắng về thể lực của cầu thủ chạy cánh Festi Ebosel của Watford, người đã có trận ra mắt cho đội tuyển quốc gia vào giữa tuần, nhưng đã phải rời sân vì chấn thương vào giữa hiệp 2. Hiện khả năng ra sân của Kasi Atia và Finn Azad còn bỏ ngỏ. Anh vẫn cần chiến thắng để đảm bảo chắc chắn có được vé thăng hạng, trong khi Allen đã hết mục tiêu. Với lợi thế sân nhà cùng động lực thi đấu cao hơn, Tam sư hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu giành điểm, thậm chí hướng đến chiến thắng với cách biệt nhiều hơn một bàn. Hàng công của anh được đánh giá rất cao, các ngôi sao của họ sẽ phải tận dụng cơ hội được ra sân để chứng tỏ mình với tân huấn luyện viên Thomas Tuchel. Anh sẽ chơi tấn công ngay từ đầu, trong khi Ireland cũng có những cầu thủ tốt ở tuyến trên. Trận đấu này hoàn toàn có thể kết thúc với ít nhất 3 bàn.